Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin biểu tình Mỹ đánh thức món nợ thế kỷ của Đảng Cộng sản với nhân dân Việt Nam. Những ngày gần đây, thế giới đã chứng kiến làn sóng biểu tình tại Mỹ để đòi công lý cho George Floyd, người đàn ông da màu thiệt mạng khi bị cảnh sát khống chế ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Trong cuộc biểu tình tiến hành, bạo động gây thiệt hại tài sản của nhiều thành phố, thậm chí cảnh sát nhiều nơi còn bị tấn công. Nhưng ở một góc độ khác, nhìn từ nguyên do của cuộc biểu tình, từ sự kiện ở Mỹ, người Việt đã không khỏi chạnh lòng khi luật biểu tình tiếp tục lỡ hẹn với Quốc hội khóa này sau 9 lần lùi hoãn trước đây. Một viên chức của Sở Cảnh sát thành phố Minneapolis có tên là Derek Chauvin đã bắt giữ George Floyd, người da đen sinh sống ở vùng ngoại ô tại đây vào hôm thứ Hai tuần trước. Đây là hình ảnh biểu tình ở Mỹ với các khẩu hiệu "Tôi không thở được". Viên cảnh sát dùng đầu gối đè lên cổ George Floyd trong khi anh ta liên tục rên rỉ "Làm ơn, tôi không thở được". Một số người qua đường cũng kêu gọi các sĩ quan cảnh sát hãy nới lỏng George Floyd, nhưng đều không bị phớt lờ. Những sĩ quan khác tỏ ra bình thản khi người da đen này bị đè đầu gối lên cổ và kêu gọi thảm thiết trong tuyệt vọng. Sau 10 phút do thiếu oxy, mạch không còn đập được nữa, anh ta đã qua đời dù đã được đưa đến bệnh viện. Và ngay lập tức, vụ việc lan truyền nhanh chóng trên thế giới, gây chấn động cả nước Mỹ, kéo theo một làn sóng phẫn nộ và nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn trên nhiều thành phố trong cả nước. Bạo động bắt đầu xuất hiện giữa cảnh sát và người dân khi phong trào chống nạn kỳ thị chủng tộc quy mô lớn diễn ra trên toàn nước Mỹ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Cảnh sát ở Minneapolis đã nhanh chóng sa thải viên cảnh sát Drake và biện lý đã cáo buộc ông tội sát nhân. Một số đồng nghiệp của viên cảnh sát này cũng bị liên đới trách nhiệm. Qua sự việc này, Facebook Dương Quốc Chính đã bình luận: Mỹ khác Việt Nam ở chỗ chú công an Mỹ đang phải gánh chịu sự phẫn nộ của nhân dân Mỹ một cách công khai, còn chú công an và các đồng nghiệp liên quan bị sa thải và khởi tố tội danh giết người. Vợ của chú công an đã đệ đơn xin ly hôn, nói chung là thân bại danh liệt. Còn đây là hình ảnh trưởng ban nội chính tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều sau khi gây tai nạn đã khiến 3 người tử vong, xảy ra tại khu vực cây xăng ở Việt Học, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Ông Chính miêu tả mặt đối lập ở Việt Nam là: còn ở Việt Nam, khi có nghi can chết liên quan tới công an, chỉ có bọn phản động dám lên tiếng, tất nhiên là tỷ lệ dân số phản động là rất thấp. Ngược lại, có một làn sóng bênh vực công an bởi anh em dư luận viên và bỏ đỏ đông đảo hơn rất nhiều. Nhà quan sát cũng liên tưởng đến một vụ việc hơi có liên quan, đó là trưởng ban nội chính Thái Bình say rượu, lái xe đâm chết người mới tạm bị đình chỉ công việc và xem xét kỷ luật. Vụ việc xảy ra đã hơn nửa tháng. Còn Facebook, Lê Nguyễn Phượng, người đã có kinh nghiệm hơn 6 năm dạy các vấn đề về cộng đồng văn hóa trong ngành tâm lý và tham vấn, học tại Đại học Champaign, Mỹ, đã nhận định trong một bài viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 30 tháng 5 rằng kỳ thị và phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến, dù dưới hình thức nào, dù với lý lẽ gì cũng không thể được chấp nhận bởi người có lương tri. Và ở thế giới này, bạo lực, kỳ thị và phân biệt ở đâu cũng có, nhưng công lý chỉ được thực hiện khi có tự do báo chí, có quyền tụ họp biểu tình và quan trọng nhất khi số phận các quan chức bị quyết định bởi lá phiếu của nhân dân. Nghĩa là khi người dân phải thực sự có sức mạnh để giành lấy quyền lực cho chính mình. Sự kiện này ở Mỹ đã khiến không ít người liên tưởng đến vụ Đồng Tâm, lần đụng độ mới nhất của lực lượng công an và người dân tại Việt Nam, dẫn đến cái chết của cụ Lê Đình Kình và 3 cảnh sát. Đây là hình ảnh Vi Ly Nguyễn đã tham gia cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2018. Một so sánh khập khiễng là khi George Floyd bị bắt khi đã cố gắng sử dụng một tờ 20 đô la mà nhân viên xác định là tiền giả tại một quán ăn. Còn ông Lê Đình Kình là đảng viên lão thành cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng là chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm, trưởng công an xã, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm vào những năm 1980. Và ông được coi là lãnh tụ tinh thần của người dân Đồng Tâm trong công cuộc giành lại đất đai, khu vực Đồng Xanh của dân làng Đồng Tâm với chính quyền. Còn Vi Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, từng tham gia biểu tình, bị bắt và trục xuất khỏi Việt Nam vào năm 2018, cho rằng yếu tố góp phần tạo ra tất cả các khác biệt trong 2 trường hợp ở 2 quốc gia là sự hiện diện của một nền báo chí độc lập. Ông Vi Nguyễn nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng, ở Mỹ chúng ta thấy nhiều cơ quan truyền thông
tường trình những vụ hành xử tàn bạo của cảnh sát, người dân do được thông tin chính xác về những gì xảy ra, sau đó có thể gây áp lực lên chính quyền để đòi hỏi phải giải quyết bất công. Trong khi ở Việt Nam, chúng ta không có nhiều tiếng nói để buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm. Và việc tìm hiểu thông tin, chứng cứ trên thực tế là hết sức khó khăn, nên cũng khó cho công lý. Nguyễn Phúc Gia Huy, một nghệ sĩ diễn hài độc thoại và là Vlog được biết tiếng tại Việt Nam, đã nhận định trên trang Facebook cá nhân rằng chính người Mỹ đang đưa tin cho thế giới thấy Mỹ tồi tệ thế nào, để làm gì, để lãnh đạo Mỹ phải tìm cách làm cho hết tồi tệ. Đây là hình ảnh công an đang ngăn người dân chụp ảnh một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam. Vlogger này nói thêm rằng ở nước Mỹ không có chuyện dơ cao, khẽ dơ chân, quá trớn rồi xử lý sau, khiển trách, kiểm điểm, mà cảnh sát bị bắt ngay sau khi gây chết người. Và không hề có chuyện giật phone đang ghi hình, không hề có chuyện phạt tòa soạn báo, phạt phóng viên, phạt người dân vì đã đưa hình ảnh xấu xí của Mỹ cho thế giới thấy. Trong khi đó, nhà hoạt động Trịnh Kim Tiến, người từng trải nghiệm quá trình đòi công lý cho bố là ông Trịnh Xuân Tùng, người đã bị công an đánh vào cổ, dẫn đến tử vong vào năm 2011, nói rằng tại Việt Nam, người dân không có điều kiện để đi tìm công lý như bên Mỹ. Ở Việt Nam khác với Mỹ là khi có nhiều người dân chết mà liên quan đến công an, thì họ không có các video, clip hay bằng chứng để đưa ra trước công luận. Rất ít bằng chứng được đưa ra trước công luận bởi vì không có sự giám sát độc lập, cũng như việc những người xung quanh không dám đứng ra làm chứng. Và rất nhiều trường hợp người dân đã không thể đưa ra yêu cầu công lý vì khi họ biểu tình để đòi hỏi công lý cho việc người dân bị đánh chết thì lập tức người tham gia biểu tình bị quy kết vào các tội danh như chống người thi hành công vụ và phá hoại. Tại Việt Nam, luật biểu tình đã bị chính quyền Cộng sản lùi vô thời hạn trong suốt bao nhiêu năm qua và tiếp tục lỡ hẹn quốc hội khóa này. Đây là hình ảnh tại phiên họp vào sáng ngày 22 tháng 7 năm 2016, khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhận chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14. Các bản tin trong nước hôm 22 tháng 5 vừa qua cho hay, Bộ Công an nói dự luật biểu tình đã được soạn và xin ý kiến từ các bộ ngành khác. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề vướng mắc về dự luật và các bên liên quan chưa thống nhất cao về đối tượng áp dụng, những trường hợp không được tổ chức tham gia biểu tình, thẩm quyền cho đăng ký biểu tình, vân vân. Trong khi câu trả lời gửi đến cử tri Bình Thuận, Bộ Công an nói dự luật biểu tình có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội nên cần phải được nghiên cứu kỹ, đảm bảo chất lượng phù hợp với thực tiễn, không để các thế lực thù địch phản động lợi dụng sự thiếu chặt chẽ của luật mà xuyên tạc hoạt động chống phá. Bộ Công an bày tỏ e ngại về tính hiệu quả khi thực thi riêng rẽ một luật về biểu tình và cho rằng cần phải hoàn thiện các đạo luật có liên quan như luật tình trạng khẩn cấp, luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Với lập luận như vậy, Bộ Công an cùng Thủ tướng Chính phủ đề nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phép trì hoãn việc trình dự luật biểu tình và cũng không đặt ra thời hạn cụ thể nào sẽ trình dự luật. Báo chí trong nước nhận định rằng gần như chắc chắn là dự luật biểu tình sẽ tiếp tục lỡ hẹn với Quốc hội khóa này sau nhiều lần lùi, hoãn trước đây. Quốc hội Việt Nam lần đầu đề cập đến việc soạn luật biểu tình vào năm 2011, cụ thể là vào tháng 11 năm 2011. Quốc hội thông qua nghị quyết đưa dự án luật biểu tình vào chương trình xây dựng luật pháp và pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13 sau sự kiện hàng loạt các cuộc biểu tình tự phát của người dân tại Hà Nội và Sài Gòn chống Trung Quốc bá quyền bành trướng trên Biển Đông. Kéo dài cho đến năm 2016, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nhiều vấn đề quan trọng trong dự luật này vẫn còn có ý kiến khác nhau nên chưa đủ cơ sở để báo cáo Quốc hội. Đến năm sau, tức là đến khóa họp đầu của năm 2017, ông Tổng Thư ký của Quốc hội nói rằng luật vẫn phải trì hoãn đệ trình dự luật biểu tình vì chất lượng chưa đảm bảo. Đến nay, năm 2020 vẫn chưa hoàn thiện vì cần phải làm sao để cho bọn thế lực thù địch bên ngoài và phản động bên trong đừng xuyên tạc hoạt động chống phá. Mặc dù rất nhiều lần đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ, nhưng vẫn chưa thấy một dự thảo của luật biểu tình được trình ra Quốc hội. Theo thông lệ làm luật ở Việt Nam, các dự luật do các bộ liên quan soạn gửi lên chính phủ và sau đó chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trong khi đó, trả lời báo chí đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định luật biểu tình sẽ được Quốc hội khóa 14 nghiêm túc xem xét sau khi chính phủ trình, chứ không lùi vô thời hạn. Đây là hình ảnh biểu tình chống luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội.
Tiếp đó là hồi tháng 11 năm 2019, trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói không phải là Quốc hội không quan tâm đến luật biểu tình mà do chính phủ chưa trình sang. Là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà ông Tổng thư ký Quốc hội phát biểu như vậy cho thấy sự thờ ơ, vô trách nhiệm với luật biểu tình của Quốc hội, mà biểu tình đã là một quyền hiến định của công dân. Nhà quan sát Nguyễn Quang Duy đang sinh sống tại Úc trong bài viết trên trang BBC đã nhận định rằng: "Tôi thấy rằng 45 năm qua dường như Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có được một ngày hòa bình. Trong tâm trí của họ thì xung quanh lúc nào cũng có những thế lực thù địch đe dọa sự tồn vong của chế độ. Căn nguyên của nhiều vấn đề hiện nay tại Việt Nam là nhà chức trách vẫn đề cao một phần lịch sử của bên thắng cuộc và tiếp tục coi mọi tiếng nói khác là thù địch." Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng nói với đài VOA tiếng nói Hoa Kỳ về lý do sâu xa mà Việt Nam chưa thể có luật biểu tình như sau: "Bởi vì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trước đây là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được sinh ra từ một cuộc biểu tình lật đổ chính quyền. Vì cái ám ảnh lật đổ đó trong đầu nhà cầm quyền Cộng sản, cho nên họ rất sợ rằng trong cuộc đời cai trị của họ, họ sẽ lại bị chính cái hoạt động biểu tình dẫn đến lật đổ họ, nên họ sẽ tìm mọi cách để trì hoãn, để không ra luật biểu tình." Bình luận về mối lo ngại của Bộ Công an rằng luật biểu tình có thể bị thế lực phản động, thù địch lợi dụng để chống phá, ông Lê Trọng Hùng đưa ra quan điểm cá nhân là Việt Nam chỉ có hai thế lực được xem là phản động, thù địch, đó là giới quan chức tham nhũng ở trong nước và Trung Quốc ở bên ngoài. Còn những người dân là chủ của đất nước và họ không thể là thế lực thù địch được, ông Hùng nói. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 với bản tin Biểu tình Mỹ đánh thức món nợ thế kỷ của Đảng Cộng sản với nhân dân Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.